Câu lạc bộ Gôn Rồng 1976, gọi tắt là R76, là sự kế thừa và mở rộng từ câu lạc bộ Gôn 9194, với mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao, vươn lên cao hơn, xa hơn, vượt qua chính mình để liên tục phát triển. Tháng 1 năm 2017, xuất phát từ ý tưởng của nhóm những người bạn cùng tuổi Bính Thìn ở Hà Nội, câu lạc bộ Gôn có tên 9194 chính thức có mặt trên bản đồ Gôn của Việt Nam. Với 7 thành viên ban đầu, sau 4 năm hoạt động, câu lạc bộ đã phát triển nhanh chóng với gần 200 thành viên, trong đó có 80 thành viên hoạt động tích cực. 4 năm hoạt động dưới cái tên câu lạc bộ Gôn 9194, những người bạn đồng niên đã tạo nên một mái nhà ấm áp, chia sẻ niềm đam mê gôn, đề cao tinh thần thể thao muốn vươn lên, cùng tôn trọng sự bình đẳng, trung thực và ý thức văn hóa đúng như tinh thần của bộ môn thể thao quý tộc. Tôn chỉ của câu lạc bộ dành cho các thành viên tham gia chính là sự đoàn kết và chia sẻ, giúp đỡ để tạo dựng cộng đồng ngày càng đẹp hơn. Là câu lạc bộ gôn đồng niên đầu tiên trên toàn quốc với 4 năm tuổi, vừa đủ để những thành viên tuổi rồng hiểu nhau. Câu lạc bộ đã thống nhất cần tiếp tục đưa sự phát triển lên một tầm cao mới. Thương hiệu câu lạc bộ gôn R76 đã ra đời với ý tưởng đó. Việc chuyển đổi tên câu lạc bộ nhận được sự hưởng ứng của các thành viên, đó cũng là điều tất yếu để mở rộng quy mô hoạt động của câu lạc bộ ra các vùng miền khác trên toàn quốc. Giống như là một con người, khi mà chúng ta lớn lên thì chúng ta phải thay một quần áo mới cho nó phù hợp hơn. Thì chính vì vậy cái thương hiệu của câu lạc bộ chúng tôi thay đổi để phù hợp với cái mong muốn đấy, tức là đưa câu lạc bộ lên một cái tầm cao mới, lên một tầm phát triển mới với những cái ý tưởng là kết nối nó chặt chẽ hơn nữa và mở rộng hơn nữa cái thành viên của câu lạc bộ và tiến tới tạo ra những cái sân chơi ở cấp độ lớn hơn, không phải là chỉ ở Hà Nội, có thể là cả miền Bắc và liên kết cả miền Trung, miền Nam. Mặc dù có những sự tiếc nuối đối với cái tên 9194 vốn đã gắn bó với nhiều thành viên trong câu lạc bộ, tuy nhiên thì với thương hiệu mới R76, tất cả các thành viên đều đồng lòng và mong muốn sẽ có thêm những đồng đội mới để cùng nhau thực hiện tiếp những hoạt động ý nghĩa mà câu lạc bộ đã và đang thực hiện. Về mặt tinh thần anh em, nó không có sự thay đổi. Nhưng mà về mặt cái lực lượng của chúng tôi thì càng ngày càng gắn kết hơn và càng đông đảo hơn. Và có lẽ là sẽ làm được nhiều việc mà tương tự như trước đây hoặc là có thể còn tốt hơn nữa. Điều dễ nhận thấy nhất ở những golfer tuổi Bính Thìn đó là sự thân thiện, tinh thần thể thao chơi đẹp, trung thực, muốn vươn lên, vượt qua chính mình. Khi chơi golf, họ luôn tự tin làm những việc khó và luôn tìm cách, dù phải gặp bất lợi nào đi chăng nữa. Tuổi Thìn cũng luôn tràn trề sinh lực và sự nhiệt huyết trong bất cứ hoạt động nào của câu lạc bộ. Gần như bọn mình rất là dễ gần nhau, mặc dù có những người mới đầu chưa biết đâu, nhưng mà vì tụi mình cùng sinh ra vào một năm mà cùng tuổi tác cho nên là rất dễ gần gũi. Ông ơi ông làm cái gì đó, ông ấy cái gì đó, anh em có kết nối được cái gì thì mình kết nối thôi. Thì cái đấy mình nghĩ là không những chỉ có chơi golf, mình có thể kết nối được rất nhiều thứ. Là tất cả câu lạc bộ đều có mang tâm huyết đến R76 và mang được phong cách, mang được đến tình bạn và mang được kết nối cho tất cả các bạn bè cùng thích thú. Và tất cả các R76 Việt Nam này, các bạn tuổi rồng đều, các bạn nhìn thấy chúng tôi đã làm nên được một cái rằng là R76 là rất là đoàn kết và rất là tình cảm. Thương hiệu mới tạo bước phát triển mới, đó là điều có thể nói về câu lạc bộ R76. Ở giải vô địch các câu lạc bộ gôn 12 con giáp năm 2021, những thành viên tuổi rồng đã thể hiện sự tươi mới và sự quyết tâm của mình. R76 liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng ở hai nội dung Fourball và Foursome để về đồng hạng 40 cuộc. R76 cũng đạt giải phong cách của giải đấu bởi những màn thi đấu điềm tĩnh, chắc chắn. Mặc dù là câu lạc bộ lớn tuổi nhất giải, nhưng ngược lại, họ rất tự tin, năng động và thể hiện hết tâm huyết của mình trong từng trận đấu. Có thể thấy sự tự hào về con giáp của mình đều được thể hiện bởi các thành viên trong câu lạc bộ R76. Sự cố gắng của họ trong những giải gôn đồng đội cũng chính là động lực để thôi thúc họ tạo ra những giá trị lớn hơn và lan tỏa những điều tốt đẹp hơn. Huy động được cái sự tham gia, huy động được nguồn lực của các anh em, huy động được trí tuệ của tất cả mọi người tham gia trong câu lạc bộ. Thì cái đấy là cái mà tôi rất tự hào, và là một thành viên của câu lạc bộ là cái đấy là tôi rất tự hào. Được ở trong một cái cộng đồng nó gắn kết, được ở trong một cái cộng đồng mà nó có trách nhiệm với nhau và với những cái cộng đồng bên ngoài nữa.
Với mỗi câu lạc bộ, để đi được lâu dài và hiệu quả, chắc chắn phải dựa trên sự đoàn kết, hướng tới những giá trị tích cực. R76 đã làm được điều đó. Trong bất cứ hoạt động nào của họ đều được hướng tới những thông điệp tích cực, cùng nhau xây dựng những hình ảnh đẹp về golf với cuộc sống và đưa golf đến gần hơn với cộng đồng.